Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế công tác tiêm chủng tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Tại điểm tiêm vaccine Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Thanh Khê, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của địa phương trong công tác tổ chức tiêm chủng, bảo đảm khoảng cách an toàn, thông thoáng, bố trí các bàn khám sàng lọc, bàn tiêm phù hợp. Thông tin về nguồn vaccine hiện nay, Bí thư Thành ủy cho biết, Bộ Y tế sẽ đưa một lượng vaccine tương đối lớn về thành phố và nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là làm sao tổ chức tiêm đúng đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân khi tiêm. Đồng thời lưu ý quận Thanh Khê và ngành y tế cần có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức nhiều điểm tiêm cố định lẫn lưu động cho người dân. Một trong những yêu cầu đặt ra rất quan trọng hiện nay là phải đẩy nhanh được cái tiến độ tiêm chủng để bao phủ và hướng tới là mình sẽ ít nhất là mỗi người dân phải được tiêm một mũi vaccine. Thì trên cơ sở đó chúng ta mới có quyết định được các cái biện pháp về cái việc mở lại các cái hoạt động của thành phố. Đến kiểm tra công tác tiêm vaccine tại khu ký túc xá phía tây thành phố, quận Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy đề nghị địa phương nhanh chóng khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức như phải bố trí bạt che nắng hoặc bố trí người dân đứng tại các khu vực có bóng mát để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Đồng thời, yêu cầu địa phương phải tăng cường hơn nữa các biện pháp để đảm bảo được an toàn tiêm chủng cho nhân dân. Thì việc tổ chức tiêm, rồi tiêm nhanh, tiêm đảm bảo được an toàn là cái yêu cầu hàng đầu. Yêu cầu về việc đảm bảo an toàn là một cái yêu cầu bắt buộc. Nó có thể chậm một chút nhưng mà chúng ta phải làm cho nó thật là chuẩn chỉ trong cái việc mà đảm bảo an toàn cho người dân khi đến đây tiêm chủng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, quận Liên Chiểu cần bố trí thêm bàn tiêm tại khu vực này và nhanh chóng tìm thêm các địa điểm tiêm mới, ưu tiên sát với các khu dân cư, đồng thời chuẩn bị các điểm tiêm lưu động để tạo thuận lợi cho người dân cũng như đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng trong thời gian đến.